À, chào các bác, cũng không còn nhiều đồ thanh lý nha. Thôi em đi một vòng tổng thể lại các bác xem lấy được gì lấy nha. Đầu tiên thì em còn máy xác robot nha. Đấy, bắt đầu xài được thì em để rẻ nha. Em đang bán cho mấy bác lên máy làm sơn tự động ấy. Em để bắt đầu cần thì em để rẻ lại nha. Giá hiện tại em đang bán là 9 triệu 8 nha. Trong đợt này thì khách nào cần thì em để rẻ hơn nha. Để rẻ hơn cộng hỗ trợ tiền ship nha. Ở đây thì em ship hai cái đi Thái Nguyên các bạn. Và cũng có một cái đi đi miền Bắc ấy. Một cái đi miền Bắc. Ok, em sẽ đi một vòng á, xem tổng thể lại hết nha. Rớt mua được gì ủng hộ em nha. À, một cái đầu quạt á. Đầu quạt. Có luôn remote này. Cái này hàng mới các bác. Hàng mới chưa xài. Hàng này thì 21W, động cơ 21W, chạy được những cánh B4 giống như cánh đấy đấy, cánh màu vàng cam cam ấy. Chạy cánh B4, thay vào quạt điện 220 mình rất là dễ nha. Bác nào có cái quạt điện 220 mà nó bị hỏng rồi, thay vào dễ dàng nha. Chạy remote. Thay 5 phút là xong nha. Tất cả đều khớp hết nha. Đi kèm thì có hai cái này nha. Một cái túp năng, một cái đảo chiều. Những cái nguyên liệu này là nguyên liệu của quạt B4 đó các bác. Những nguyên liệu của quạt luôn nhé. Chỉ có động cơ này là động cơ không chổi than. Động cơ tháo máy photocopy của Nhật ấy. Làm hoàn chỉnh nha. Về các bác chỉ việc câu đây có luôn một con chống ngược cực đó. Về chỉ việc cấp 12 tới 24V là xài nha. Ở đây là cái con mắt để mà nó nhận cái tín hiệu ấy. Các bác khi ráp thì đưa nó ra ngoài nha. Ok, bộ này thì em cũng đang xả lại nha. Cũng có một ít đấy các bác. Bán không hết đấy. Em trước đây thì em cũng bán loại này. Nhưng mà hàng bảo hành nè, bảo hành 6 tháng nha, cho các bác xài nha. Làm đẹp nghiêm chỉnh như vậy nha, xong rồi em để kho. À, em báo giá luôn nhé. 370.000 nha, 370.000 không bao ship nha. Giá nếu mà các bác lên sàn Shopee hay Lazada thì giá 400 ngoài các bác. 400 ngoài nha. Tiếp theo thì cái bộ này chế 750W nha, động cơ không chổi than 3 pha nha, chạy ECC đạp điện nha. Hộp số tỷ lệ 1:10 nha. Hai đầu cốt ra 30 nha. Cái này các bác xem chế gì được chế nha, xe điện hay gì đấy. Cái này bác nào cần thì bà báo em để rẻ nha. Tiếp theo mấy cái này không biết các bác nào mua không nha, giống như cái bánh đà vậy đó. Nó khá là nặng nha. Bánh đà cốt tiêu chuẩn 14 hay 16 gì em quên rồi, nhưng mà cốt tiêu chuẩn ấy, lắp cho sẹt vô ấy. Cái này bác nào mua thì 50k một cái nha. 50k nha. Hàng này hàng Nhật, cái hàng Japan ấy. Bi còn rất là đẹp nha. Quay còn rất là đường. Quay còn là êm nha. 50k. Một số cái thắng từ 24V nha, loại nhỏ, cốt này hình như em không rõ cốt mấy nha, cốt 8 các bác, có vẻ cốt 8 nha. Cái này em cũng có một ít nha, cái nào cần thì em chia lại 100k một cái nha. Cái này đang bán trên sàn Shopee 170 mấy k, mà không có hàng giao các bác. Cái này nếu bác nào cần thì em phải buộc phải tháo các bác,
em buộc phải tháo ra nha, từ trong mấy cái động cơ nha. Và một số cái thắng từ như vậy nha. Hàng 90V, hàng 90V của Nhật thì những cái 90V thì em bán rẻ hơn, cốt thì có thể phi 12, 14 ấy các bác. Cái này về mình định độ chế thêm nha, chứ chính xác thì rất là khó. Cái này 150k. Thông thường mấy cái này em bán trên sàn online thì giá cao hơn các bác, 150k nha. Cũng có số lượng cái này nha. Còn những cái nào mà những cái như vậy mà không có, nó thiếu cái mặt bích phía trong á, để chế cho các bác hít á, các bác thấy lực kéo, lực hít 12 Nm không, lực hít cực kỳ khỏe nha. Cái này hàng Nhật á, xăng vô đen kia luôn nhé, bác nhìn Japan. Cái này bác nào có xài máy khoan bàn á, tháo bỏ cái phần này nha, tháo bỏ phần này hết thì cứ cấp điện, đặt phôi lên nha, cấp điện là nó hít lại nha. Còn cái lỗ này là mình làm lỗ tâm ấy, mình cứ khoan vào đây làm kẹp nhanh ấy, không cần phải kẹp ấy, cứ hít bật điện 24V là nó hít nha. Những bộ lớn như vậy thì theo trọng lượng ấy, cái này tầm 3 cân, bán 200k bao ship nha, 200k bao ship nha. Cũng có số lượng một số cái như thế các bác. Cái này cực kỳ khỏe nè, nhưng mà nó chạy 90V nha. 90V nha, bác nào 90V DC á, 90V DC chạy 2 giây nè. Nhông này nhông thép nè, nặng 14 cân. Cái này chuyên dùng cẩu á, nhưng mà em định mua một cái rulo cuốn dây cáp á. Em mua em lắp vào đây nè. Em làm trọn bộ luôn nha, tay điều khiển luôn. Thì bán thì có giá hơn nha. Hiện tại thanh lý hôm nọ em kêu thanh lý nha. Cái này thì không bán rẻ được các bác, tại vì em mua đắt á, nó cực nặng mà hàng mới nha, hàng nó có một tháng từ phía sau, tháng từ 24V nè, cho nên cái này bán mắc nha. Cái này em không thinh, cái này 950 không bao ship nha, 950 không bao ship nha. Những cái để chế kẹp nhanh á, khoan bàn á, 24V thì cái to như vậy nè thì 200. Cái khi nãy cơ, cái này hồi nãy không biết em báo bao nhiêu nha. Nói chung các bác về bỏ đi cái phần này đấy các bác, cái phần này đế nè, các bác bắt chết xuống cái mặt đế khoan bàn ấy. Còn khi mà để phôi lên á, ví dụ để cái này lên á, các bác cấp nguồn 24V làm công tắc á, thì nó sẽ hít xuống nha, hít cứng xuống, các bác cứ thế bọc khoan thôi nha. 200. Cái này em cũng còn số lượng một ít à, mấy cái này em đang thanh lý nha, còn đúng 3 cặp. Cái này em đang bán là 65k một cặp. Tuy này các bác hỗ trợ á, khi ví dụ như xe hơi á, mở cốp ấy đấy, tức là nó hỗ trợ nâng lên ấy. Đó, hỗ trợ nâng ấy. Ti này ti xịn của Nhật ấy. Hàng này hàng tháo máy á. Em bán 65 nha, bán đúng cái giá em thu vào luôn. Còn có rất nhiều nhưng mà em thanh lý hết rồi nha. Còn 3 cặp ấy. Có một cái này mà không biết có bác nào ưng không. Cái này thực sự em không biết xài luôn ấy. Nó là xài khí nha. Động cơ xài khí nha. Em thấy nó quá xịn sò thôi, em mua về luôn chứ không biết làm gì, không biết chạy như thế nào luôn. Đấy, khí nè, áp lực nè, 0,69 MPa nè, gần 7 kg. Hãng là Kamoseki. Kamoseki là những cái là hãng này nè các bạn. Cũng là hãng này luôn đấy. Kamoseki. À cái này thằng này Seiko nha, kia Seiki. Thì cái này là hộp số cho sạc vô 200-400W nha. Lỗ vào tiêu chuẩn 14. Đầu ra hình như là 10-19 hay sao. Tỷ lệ 1 phần 20. Cái này em đang bán trên sàn là 850 nha bác. Bây giờ em giảm giá còn, ở đây chỉ còn 2 cái nha. Giảm giá 700.
700 không bao ship. Đây còn hai cái camo. Cái này thì em ghi nè, 90V là lỗ 11,5 nè, phi 11,5. Cái này chắc nhầm, lỗ rất là to. Chắc là nhầm. Cái máy 9, mấy cái 90 thì các bác mua một cái, nó có một cái cục ấy đó. À cái này chưa nói hết nha. Đấy. Xe đúp nè, xe đúp có nghĩa là nó chỉ quay một chiều thôi các bác. Còn chiều xe xe đúp ngược lại thì nó không quay hay sao không biết nha. Đấy. Khí đầu vào đầu ra ấy. Hai con cảm biến. Cái này 500k nha, bác nào nghiên cứu được thì nghiên cứu nha. Chứ em không rõ nha. Em không biết tốc độ nó bao nhiêu nha. Ở đây nó ghi cái gì? 24V nha. 30mA. Hình như là cái đầu này á. Thì không biết nó có nó như thế nào, cảm biến gì, cảm biến hai chân. Bắt đầu mua 450 cũng được nha. Nói chung 500k bao ship nha. Chứ em này giống để trưng bày chứ không biết làm sao. Thấy thì tiếc. Cái nhông này hình như trong cái bộ ấy hay sao, để tí em soạn ra. Cái bộ 4 cái trục. À cái bình. À cái bác kia mua hai cái về bảo không lên áp nha. Bình này để lâu nó áp nó tụt hơn một tí các bác. Cứ đưa vào ví dụ như máy xe máy đi. Cứ đưa vào xe máy nha. Các bác cứ nổ máy một tí là được nha. Là từ đó nó ok. Còn mà đưa vào đề ngay thì không được nha. Tại vì bình thì để lâu nó sẽ tụt áp. Nhưng mà quan trọng là nó còn giữ, nó còn xài được. Chứ một số cái tụt áp luôn thì nó không được nha. Ok, tiếp theo. Cái bộ bấm này. Ở đây nó xài một động cơ ha. Đấy, thì bộ này bác nào mua về nghiên cứu thì lấy nha. 150k ba. Bộ này thì khi các bác ghim điện ấy. Ở đây nó có một cái ghim xuống, nó giống như cái ghim bấm giấy mình ấy. Các bác cứ ấn nha. Cứ ấn mà kim điện cái thì nó sẽ ăn xuống nha. Nó sẽ bấm xuống nha. Bấm xuống giống như mình kim ấy. À, cứ cầm thế này nè. Phạt nha. Ở phía ngoài nó còn một cái hộp. Không biết còn cái hộp nào không. Hay như thế nào nè. Em cũng quên rồi. Ở nói chung là 150k nha. Hay là 100k cũng được nha. Các bác nghiên cứu nha. Bộ này chắc em bán luôn các bác nha. Đấy, nhôm nhé. Nhôm, full nhôm. Chẳng biết nó còn gì nữa không. Hay là như, nó chỉ chả, đúng rồi. Nó chỉ thế này thôi nha. Hôm nọ em mua bao nhiêu nhỉ. Về các bác bắt một thanh nhôm ngang nha. Làm hàng xe pin hay gì đấy. Cái này 300k em cũng còn mấy cây. Cũng còn vài cây. Đấy, mục đích em mua là như thế đấy. Các bác đặt một cái một là một thanh nhôm ngang nha, làm hàng xe pin hay gì đấy. Gắn lên. Cái này 300k nha, khách nào cần em bán lại nha. Em không bao ship nha. Hình như em mua cao hơn sao á. Nhưng 300k nha. Em không nhớ rõ nha. À, dưới này còn một cây nhôm. Cái này bác nào cần em chia lại nha. 500k nha. Bộ này thì rất là xịn các bác. Bộ này chạy rất là êm. Bộ này chạy rất là êm. Mà hành trình dài. À, động cơ thì động cơ step gắn sẵn luôn nha. Bộ này thì trước đây thì em cũng có lên một số việc.
giờ không xài thì gỡ ra nha. Bộ này chạy rất là êm luôn ạ. Bộ này bộ xịn nè. 450 ok nha, không cần 500 nha. 500 bao ship hoặc 450 nha. À, ở đây còn một cây xi lanh khí nha. Cũng là trượt nhưng mà nó dạng khí các bác nha, dạng khí nha. Trượt lên trượt xuống khí. Nhà bác nào có xài khí thì mua về xài nha. Còn đủ hai cảm biến hai đầu nha. Cảm biến xịn nha. Kogagi. Đấy, khí còn rất là tốt các bác. Cây này 200k bao ship nha. 200k bao ship nha, bác nào nhớ hộ em nha. 200k bao ship nha. Cây này 500k bao ship nha, 450k không bao ship nha. Ở đây còn hai bộ này xịn nha. Chẳng biết để hay là bán nha. Bộ này nó xài một cái động cơ sạc phô 100W nha. Cái này chuẩn 100W luôn các bác. Và động cơ Mitsubishi 100W còn xài được nha. Nó bị vướng xuống dưới nha. Tạm thời em định để như vậy. Còn bộ này có 2 cây, cái nào cần em chia lại 1 cây. Đấy, nó có chức năng như vậy đó. Này giống như làm khoan định tâm ấy, giống như khoan cái trái châu ấy. Các bác ở đây là một cái bộ khoan á, quay. Đây là bộ gá nha. Mình cứ quay tay đưa vào là nó khoan rồi lấy ra nha. Giống như đây nè. Đấy các bác có bắt một cái động cơ vào. Nó xài step 42 hay sao? Hoặc là các bác quay tay cũng được nha. Quay tay nó vào thì cái mũi khoan nó khoan lủng qua cái trái châu hay là cái hạt gỗ vòng đeo tay á. Các bác khoan lủng qua ra cái lấy ra nha. Quay tay cũng được nha. Lấy làm một cái trục ra quay tay nha. Đấy. Nó khoan vào xong rồi đưa ra nha, là xong. Khoan vào đưa ra là xong. Mình làm một cái relay. Các bác vừa nhích và relay vào là cái động cơ nó quay nha. Chứ đừng để cho nó quay hoài 100%. Mình vừa nhích vào nha, nó đá cái relay cái là nó quay. Thì cái này em có hai bộ. Khoảng cách tối đa chỉ được như đây. Một phân nha. Khoảng một phân. Thì hai bộ này thì em mua lên dự án cho khách nha. Loại này rất là nặng. Mua thì họ tính theo cân các bác, nặng nhẹ. Bộ này thì cây này bán 450k các bác. Đây là hàng xịn nha. Hàng Nhật, ở hàng Korea xịn. 450k nha, như mới nha. Giá này giá chia lại. À cái này cảm ơn anh khách thôi. Hôm nay đã mua thì em sẽ test mai giao. Thực ra cái này thì như đã test rồi hay sao. Cái này nó có một cái thắng, nếu mà cái nào mà em đã mở thắng rồi thì là test rồi. À, cái này có thắng nè, không quay được nè. Thì cái này thì nói chung là đã chạy rồi nhé, chạy test rồi, giờ chỉ kiểm tra lại 3 dây 3 pha và đấu dây ra cho anh thôi, chứ cái này là bao xài nhé. Số cái giảm tốc cái này hôm nay có một khách đặt bán 650k bao ship, khách quen. Cái này sử dụng động cơ brushless 200W. Qua hộp số 110. Và cái này lấy ra nha. Cái này mình cắt đi bỏ nha. Cái này mình sẽ chỉ giao này thôi. Hôm nay có một khách lên mua. Cái này động cơ, có một bác hỏi cái động cơ xe, động cơ máy gì nhỉ? Động cơ máy may
giờ em không biết bỏ đâu à, hỏi mua mà em không biết bỏ đâu. Mấy bộ khuôn nhôm à, cái này em có hai bộ các bác, hai bộ nha, đây bộ chưa ráp vào, 300k một bộ. Cái bơm này như có một khách vừa chốt này. Bơm này em bao sạc. Bộ này thì còn cũng vài bộ các bác. Có một khách mua một bộ nha. Có một khách đang hỏi. Nói chung chắc cũng còn một vài bộ thôi nhé. À có một khách hỏi về cái bộ trượt XY ấy. Cái bộ mà em bán hết rồi ấy. Thì đây nhé. Cái bộ này đây chính là bộ trượt nha. Cái này là nguyên zin nguyên bản của nó như thế nha. Chứ bên em không có ráp lên. Đấy. Tấm nhôm ạ. Tấm nhôm đế rất là dày ha. Tấm nhôm đế phải 10 ly. Tấm nhôm mặt đáy á. Tấm nhôm mặt đáy 12. Tấm này cũng 12 nè, tấm nhôm mặt đáy. Thì loại này là gắn vừa step 57 nha. Cái này nè chuẩn cho step 57. Chuẩn. Vẫn quay nha, vẫn chạy bình thường, rất là mượt nha. Nó xài một cái ray 15 ở dưới nha. Những cái loại này mà xài ray 15 rất là hiếm nha, đa phần nó xài ốp má hai bên á. Ốp má hai bên thì nó không có cứng vững bằng cái ray 15 nằm phía dưới nha. Vít me thì phi 20 bức 10 nha. Một bộ như vậy thì khoảng tầm 10 cân. Bộ này để em tính giá luôn nha, cho các bác xem ấy nha. Thì vì có một khách đang hỏi thì thôi mình làm luôn. Hành trình 300 ở bên đây cũng hết rồi. Hành trình tầm 330, cái này 150. Cái này em cũng bán mấy cái rồi. Một bộ như vậy thì 800 ạ. Bộ như vậy 800 ạ. 800 rất rẻ, tại vì cái cây này à. Cái này em gắn một cái động cơ vào đây, step 57. Em đang bán là giá 570 mấy ở trên Shopee á. 570 mấy á. Một chục jack đơn á. Một chục jack mà gắn một cái động cơ 570 mấy á, là hành trình 150 nha. Còn ở đây là một cái này hành trình 300 mấy à. Này 800 không bao ship các bác. 800 không bao ship nha, em thu vốn thôi nha. Mà hình như chắc là lỗ này. 800. Tấm vô mà dày ha. Ok, 800 nhé. Cái này nếu mà ghép lên thì chỉ được 2-3 bộ thôi. Không nhiều. Còn bộ này thì nó lại bắt cái kiểu khác nha. Cái kiểu nó bắt đế nó bè ra hai bên. Là sao nhỉ? À, tức là nó di chuyển luôn á, phần này. Ở trong đây có gì không? Cái này mình cũng không rõ là đã giao hết cho khách chưa. Còn sót 1-2 bộ ở đây. Chế gọt đầu xeo pin rất là tiện dụng. 200k nha. Không biết em đã giao đủ cho khách chưa. Khách nào chưa có thì báo em nha. Chân kê máy bằng thép. Chân kê máy bằng thép. Khách nào cần mình bán lại luôn nha. 100k một ống như một chân như vậy nha. Bán 2 chân hay 4 chân. Không biết mua làm gì.
không biết mua bao nhiêu luôn ấy. Bây giờ mà ai hỏi em mua bao nhiêu thì em chịu. À, ở đây có một bộ này rất là hay á. Bộ này thì nó sẽ có một cái cơ cấu như vậy, giảm tốc luôn ấy. Giảm tốc đó. Đấy. Giảm tốc thì mình đếm nhé, mình đếm cái số lượng răng trên đây và dưới đây thì sẽ ra một cái bộ giảm tốc. Đấy, ví dụ như trên đây là mình ví dụ thôi nha, ví dụ trên đây là 100 răng nha, ở dưới đây là 20 răng nha, là tỷ lệ 1:5 nha, 1:5, tức là các bác dùng một động cơ bé chạy ở trên đây nha, thì cái lực ở dưới nó ra gấp 5 lần nha, nhưng mà ngược lại thì cái tốc độ nó chậm đi 5 lần nha. Đấy, dùng làm giảm tốc nha. Bộ này bằng gang của Nhật nha. Bộ này trong một cái máy rất là hoành tráng luôn. Bộ này 300k nhé các bác, không bao ship nha. Bộ này em chế lên chế điện tuần hoàn. Điện tuần hoàn mini ấy, nhưng mà chưa hoàn thành. 300k nha. 300k cộng ship nha. Hai cái này thì thôi, khách nào lấy thì 200k một cái nha. Về nghiên cứu hộ em nha. Bên trong nó chạy là 3 giây 3 pha nha. Một động cơ siêu tốc chạy 3 giây 3 pha. Này có một bác bảo chạy như phản lực. 3 giây 3 pha. Mình không biết cách nó mót cái mạch ở phía dưới nè. Cái mạch thế này nè. 200k nha, bác nghiên cứu nha. Cái này là như nào nhỉ? Xoay xoay thì nó sẽ để 200k bắt đầu nghiên cứu nha. 200k bao ship nha, cái này bao ship luôn nha. Hành trình 100 đấy, 200k bao ship nha. Hàng về chế cháo chơi, đầu tiên nhìn sáng hoắc à, khá là cứng vững à. Này hàng Nhật nha, Made in Japan nha. In Japan 200k bao ship. Cái này thấy thích mua cũng không biết làm gì luôn các bác. Thật sự nha. Hàng này hàng mới tinh chưa xài. Nó là khớp nối mềm các bác. Các bác có thể dịch chuyển lên qua lại lên các kiểu nha, nhưng mà không thể dịch chuyển hai cái trụ này nha, hai cái mặt này nha, không thể dịch chuyển đi hướng này được nha, tại vì hướng này là hướng chuyển động nha. Dịch chuyển được là hỏng nha. Nó chỉ dịch chuyển được các hướng này thôi nha, còn hướng này thì luôn luôn không rơ lắc nha. Lâu lâu thấy cái này không phải mình mua trên bãi nha, mua hàng Facebook, nhưng mà hàng xịn nha. Hàng của Korea. Cái này 300k các bác. 300k nhé. Một cái động cơ máy, một cái động cơ quạt, một động cơ quạt của tháo cái máy gì nhỉ, Kangaroo hay gì, lâu rồi mình thấy thì tiếc, thôi giữ lại, pin cũng hơi kêu nhỉ. Bác nào xài được, đang chạy bình thường ấy chứ. 220. Như chạy tủ này, chạy tủ. Cái này 100k bao ship nha. Bác nào nghiên cứu được thì nghiên cứu nha. Cây này thì cũng không biết làm gì luôn. Cái này em giữ lại nha. Em làm ép.
linh tinh của em thì nhiều không tả nổi. Hàng đồ cổ, bán thịt tiết thì cứ để hoài. Mấy cái tảng như vậy, có cái có quạt, có cái không các bạn. Bán nào mua thì cứ 10k một cục nhé, về gắn đâu gắn. Mấy cái quạt sò ấy. Quạt này làm thổi bếp ấy. Chạy 12 cũng được nhé. 12 được, 10k cái. 10k cái. Nó có hai loại như vậy. Cái này chuẩn là 24 nhưng mà các bác chạy 12V vẫn được nha. Thổi bếp này. Làm cục pin. Pin như vậy nè. 12V này. Cặp vào cứ thổi, thổi bếp. Đi dã ngoại gì thổi cũng sướng lắm nha. 10k nha. Một cái động cơ giảm tốc à. Cái này để rất là lâu rồi. Hàng này hàng 90V. 90V. Lâu rồi mình có lấy test ra test cái củ phát ấy. Củ phát mình đấu lại. Quay tay chạy vù vù luôn. 90V. Sau có một cánh quạt. Nó pin nó hơi rít các bạn, hơi rít. Cốt 8 ly. Cái này 200k không bao ship nha các bạn. Không bao ship nha. Có một bác hỏi giảm tốc 12V quay khoảng 10 vòng là cái này nhá. Cái này hàng cục xăng Denki hai thang thang à. Cái bề mặt thang chưa mòn, quay 5-7 vòng 10 vòng này nhá. Này 250k không bao ship các bạn. Tiếp cái này chạy này của Sweden, Thụy Điển nha. Cái này lâu rồi em báo một lần rồi nhé, giờ em báo lại 450k. Thì các bác gắn 4 cái trụ làm khuấy bột hay làm gì nhé. Sweden là của Thụy Điển. Cái này em giới thiệu lại nhé, lâu rồi có giới thiệu mà không biết có các bác có biết chưa. Cái này cứ 20k một cái đếm tới nha các bác, giảm tốc nha các bác. Chế nào quay gà vịt gì đấy giảm tốc của Nhật hết đó nha. 24V nha. Đây chi xe KC nha, 118 Nm nha. Cái này 30 vòng các bác, 30 vòng nha. Cứ 20k một cái đếm tới nha. Cũng có một vài loại nha. Đấy, 20k luôn nha. Của Nhật nha. Về cấp 12-24V là chạy nha. Cái này đặc biệt chạy được từ 5V các bác. Chạy được từ 5V nha. Hình như 3V vẫn chạy nha. 3V máy vẫn chạy nha. 3V vẫn chạy. Đây nó đây. Đấy, bác thấy chế chưa? Đấy, trong đây là một cái điều khiển này. Cái này là giảm tốc qua nãy ấy. Đấy. Cái này in 3D này. Đây thì một cái cục pin nha. Đấy. Vẫn chạy bình thường các bác, chạy sạc bình thường nha. Cục pin 18650 nha. 3.7V. Vẫn chạy đấy.
Cái này em chế. Đấy. Một cái bo điều khiển nha. Tốc độ nha. Cái này là cái loại chế độ này. Không phải cái này. Đây cái này nha. Đấy. Đấy. Ở trên đây có một cái nắp tròn nữa. Nó khớp với cái rãnh này các bác. Em tận dụng lại cái pulley này nha. Cái một cái in 3D ấy, có một cái mâm ấy. Ở bên dưới có nó một cái vành răng khớp với cái răng này nha. Thì khi xoay á bây giờ nó lại không chạy. Ui, vẫn chạy. Đấy, chưa. Kinh nhỉ. Quăng lông lóc bao nhiêu năm nay bật vẫn chạy. Kinh thật. Đấy, được mạnh lắm. Để các bạn mình làm mà để sản phẩm lên ấy, cho nó quay ấy. Đấy. Úi giời. Bao nhiêu năm nhờ cái hộp này nó giữ rồi. Chứ không có hộp này thì là hỏng hết. Các bác thấy một cái mạch bảo vệ không? Mua về mạch bảo vệ có mấy ca. Một cái bo này có mười mấy ca. Thế là xong. Thêm một cái sạc nữa là xong. Sản phẩm bán ra thị trường. Quay rất là êm, không nghe tiếng. Đấy. Đặt cái đôi giày gì. Lâu rồi mình làm một dự án cho một cái hộp. Có một cái lồng chụp giày ấy. Chụp sản phẩm ấy. Đấy. Khách nữ nha. Cứ bỏ đôi giày vào, nó cứ quay á. Ở ngoài có một cái máy ảnh chuyên nghiệp nha. Cứ chụp. Thì cái này thiết kế như vậy là nó che được hết cái phần dây điện đi dưới nha. Không thấy dây điện nha. Vui nha. Đem cho mấy đứa con chơi có lý. Cái nắp lại đâu rồi nha. Ok thế nhé. Đấy. Mình chỉ bán 20k thôi. Bắt đầu về làm gì làm nha. Chạy từ 3V 7 nha. Bán 5-60k thì các bác lại chia đắt. Ok, tạm thời xong nha. Bác nào xem gì được gì ủng hộ em nha. Cái này em cũng nói sơ lại. Này 250k nó mới nhám rung. Khoan này vẫn đang xài. Tốc nó khá cao. Chung khách nào cần bán rẻ. 150k bao ship nha. Cái mở cái khóa 100k bao ship nha. Một cánh tay điều khiển hàng Nhật nha. Để này em làm một cái đơn cho anh khách kia có lý nha. 100k bao ship nha. Một cái bơm từ. Đấy, bơm từ tính đấy. Nó không có tiếp xúc đâu. Đấy, nó hít vào. 100k bao ship nha. Không biết chạy bằng cách nào luôn. Cứ 100k bao ship hết nha. À, động cơ này cũng 100k bao ship nha. Vẫn chạy bình thường nha. Đây là 2 dây, 3 dây nè. Sẽ có một dây đảo chiều nha. Hàng Nhật 22W. Các bác chạy gì chạy nha. Có tụ zin sẵn theo. Tụ Japan 100k bao ship nè. Cứ tất cả 100k bao ship hết nè. Ở đây một cái động cơ không chổi than. Đấy, động cơ này 24V 4300 vòng nha. Động cơ này thoạt nhìn cứ tưởng là động cơ step nha. Không phải nha các bác. Động cơ 3 pha không chổi than nha. Của Taiwan. Cái này lâu rồi em có test một lần là UVW 3 giây. Còn toàn lại là bỏ hết. Đấy 3 giây. Cái này tua cao các bác. Tua 4.300. Cái này 200k bao ship nha.
Linh bán cho hết này. Mấy chà nhám này, đánh xe hơi. Mexico 250k. Ok. À, cái này hôm nay bác nào cọc thì báo là hỏi em nhé. Có một bác buổi sáng ấy, cọc rất là sớm, bây giờ em thì không nhớ.